cái móng tay trên này đúng là rất là đẹp thử đi, đẹp thử nha. Đóng cái đường nghỉ. Có người là hay làm nóng nên làm lấy lấy đi. Ai làm nóng? Em nói là có người là hay làm nóng, nóng tay nóng chân rồi đó. Né hết đi. Hay làm nóng chồng. Chồng lên nóng. Chồng lên nóng. Đứa mà không có chồng cũng biết làm nũng nữa. Tại cho mình cái đứa này tìm chống nhận. Mà chắc không có chồng đi. Không có đi mẹ chưa? Mắt nó, mắt nó hết rồi. Tặng hữu này. Xuyên này nó như thế nào? Chưa chưa mà để cái khúc 5 nó mà dít 1, 2 mùi thôi á. Chi tụi bay quảng cáo kinh rồi. Giống ta kìa đấy bay. Giống ta quảng cáo kìa đấy. Nó dứt dứt em một cái mà nước mắt em chảy máy hàng luôn. Lòng im. Nè con đang làm mũi là bình thường, nó làm mũi là thấy bình thường. Mà mai là em dứt có 4 mũi rồi. Không, môi con Thuận là dứt nhiều nhất. Đầm nát luôn á. Lên. Lên bằng đẻ. Đẻ ra lại lần nữa cái màu. Ai ra mình gậu đó. Ai ra mình gậu đó. Bà là thầy chưa? Thầy quản lý nó chưa? Nó thiệt cái tưởng giỡn à. Bình thường còn mà ngồi đi một cái. Chụp chụp hình trước và sau nha. Trừ tiền bên họ là được, hỏi họ là như thế là được. Không, cái này là anh luyện nhắn tiền cho em hỏi chị. À. Là bên quân đội hả? Dạ. Chị sẽ. Về.
của bác Hiền luôn nhỉ, hồi bắt cái mới tiêm Hiền chắc không tiêm nhiều đó. Ờ có chị hồi lấy cái mới nữa. Nãy giờ mà 5 phút lâu rồi. Dạo này cũng lây nhanh quá. Hôm ta lâu rồi mấy cái video cũ gỡ rồi. Mấy video cũ mụn đại mụn hồi trước thì kinh dị. Màu trang là mới tiêm kìa, màu đúng mỏng luôn á. Mau bà tìm ra mới giống đàn bà con gái chứ thiệt á, như con trai luôn. Bùng á chứ hắn không biết bùng đâu. Tí mau ra ha. Chị Lan ơi, tiêm em lại sợ những người thẳng với miệng với con mệt. Vô hảo quá kìa. Đúng thiệt. Ta nói vô hảo xong là ta là cái người khởi đầu nữa chứ. Xong là thấy mình mới là người vô hảo nè. Chị Lan ạ, tự mình chữ mình. Kiểu như giống như là nắm mỏng dày lắm mà cái mỏng quá chứ như tôm. Ăn bình thường mà tim chưa đó, hậu lì lắm. Sức chịu đựng của hắn ok lắm. Ta tìm mau, ta có ủ tê đâu, tụi bay còn ủ tê chứ. Không mà ủ đỡ hơn xíu, đỡ giật mình hơn, đỡ thấu hơn. Gần được rồi. Chị đây mà đã.
còn gì không?